Dương Tử khiến fan xỉu ngang xỉu dọc khi xuất hiện sau tin đồn yêu đương với Trương Nghệ Hưng. Được mệnh danh là nữ hoàng phim truyền hình thế hệ 9X, Dương Tử luôn mang lại những tác phẩm đặc sắc cùng vai diễn hay đến với khán giả. Kỹ năng diễn xuất của cô nàng cũng là điều chẳng thể nghi ngờ và sự nổi tiếng của nữ diễn viên hiện nay đã chứng minh cho điều đó. Tuy nhiên, ở Dương Tử luôn có hai vấn đề gây tranh cãi. Thứ nhất là khuôn mặt, thứ hai là vóc dáng của cô. Tin đồn về phẫu thuật thẩm mỹ của Dương Tử chưa bao giờ dừng lại trong những năm gần đây. Về phần dáng người, Dương Tử vẫn đấu tranh với việc giảm béo, nhưng hiệu quả thì lại lúc tốt lúc xấu, nhưng đa phần là xấu nhiều hơn tốt. Thế nhưng mới đây, ngôi sao hương mật từ khói sườn xuất hiện trên sóng livestream đã mang đến cho khán giả cái nhìn cực khác. Với chiếc váy hồng, mái tóc được búi tròn, trông Dương Tử rất nhu mì, ngọt ngào và không kém phần xinh đẹp. Không còn thịt bắp phai u, dáng vẻ mảnh mai cùng nhan sắc trẻ trung, tràn đầy sức sống của Dương Tử khiến khán giả phải ngất ngây và không tiếc lời khen ngợi cô nàng. Nay Dương Tử trông đẹp quá, vẻ trong trẻo, xinh đẹp rạng ngời. Rất thích nhìn dáng vẻ này của cô ấy, ngọt ngào lại trẻ trung. Tôi rất thích ngắm nhìn Dương Tử, nó mang lại cảm giác dễ chịu ấy. Xinh xắn lại đáng yêu, có vẻ cô ấy ngày càng đẹp hơn. Diễn xuất đã ổn, nay ngoại hình càng đẹp nữa thì quá hoàn mỹ rồi. Cổ Thiên Nga, bờ vai góc cạnh và vòng eo nhỏ nhắn của Dương Tử thật sự đáng ngưỡng mộ. Từ những hình ảnh này, có thể thấy Dương Tử đã gầy đi không ít. Sự nỗ lực cải thiện vóc dáng của mình đã đem lại một kết quả xứng đáng cho nữ diễn viên. Trước đó không lâu, loạt ảnh Dương Tử tham gia concert của Trương Nghệ Hưng thu hút sự quan tâm của công chúng. Netizen bắt đầu tìm kiếm những hình hẹn hò của cặp đôi như cùng tham gia show giải trí, đứng sát nhau khi tham gia sự kiện hay Trương Nghệ Hưng đăng hình trái tim trong sinh nhật của Dương Tử. Hai ngôi sao đều từng phủ nhận tin đồn hẹn hò, nhưng nhiều người vẫn cho rằng có khả năng Dương Tử và Trương Nghệ Hưng đang dự kiến mối quan hệ. Thông tin này đang khiến fan của hai ngôi sao hoang mang. Tuy nhiên, nếu là sự thật, phần đông người hâm mộ cũng sẽ ủng hộ chuyện tình cảm của cặp đôi bởi họ đều đã gần 30 tuổi, có sự nghiệp thành công. Thế nhưng, sau khi tin tức này lan truyền trên mạng xã hội, fan hâm mộ đã lập tức liên hệ với nhân viên studio của Trương Nghệ Hưng. Theo như nhân viên studio cho biết, thì Trương Nghệ Hưng hiện tại không yêu đương hẹn hò gì cả và nam ca sĩ nổi tiếng vẫn còn đang độc thân. Phía Dương Tử sau đó cũng lên tiếng phủ nhận, đồng thời khẳng định nữ diễn viên hiện vẫn độc thân và đang tập trung đóng phim. Dương Tử thường xuyên bị gắn ghép với bạn diễn nam, nhưng nữ diễn viên chỉ từng xác nhận hẹn hò với Tần Tuấn Kiệt, họ đã chia tay vào năm 2018. Trương Nghệ Hưng từ khi debut vẫn chưa vướng tin đồn yêu đương, luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ.